chơi giống gì được đúng không? Gọi là remix thì nó phải là như vậy, các bạn hát như thế này sĩ hát cái bài Long Phụng Xuân Rầy remix, hát remix, hát cái kiểu này như thế này à. Nó giống như đang gu ngủ vậy đó. Tại sao nó hát gì?